Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, chiều tối nay 15 tháng 12, tại bảng B AFF Cup 2020 sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia để quyết định đến tấm vé dự bán kết thứ hai của giải đấu này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội bộ bóng đá Indonesia lại đang náo loạn lên vì một thông tin liên quan đến nhân sự theo những thông tin mới được cập nhật thì trung vệ Ekan Bagot của đội tuyển Indonesia sẽ không thể tham gia trận đấu tới tại vòng bảng AFF Cup 2020 chạm trán với đội tuyển Việt Nam do phải thực hiện quy tắc chống Covid-19 tại Singapore. Điều này khiến cho đội tuyển Indonesia rất lo lắng bởi vì hàng thủ của họ đang rất cần được sự củng cố. Thế nhưng Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn hy vọng rằng hậu vệ người Anh gốc Indonesia vẫn có thể thi đấu trong trận gặp đội tuyển Việt Nam bởi ngoài kết quả xét nghiệm PCR âm tính, AFF CUP 2020 được tổ chức bằng hệ thống bong bóng cho nên rất ít khả năng lây nhiễm ngoài khu vực quy định. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đã thông tin lại với ban tổ chức AFF CUP 2020 rằng đội tuyển quốc gia ở đây cũng tham dự giải đấu và tuân thủ hệ thống bong bóng. Tất nhiên là các hoạt động của đội chỉ ở trong khách sạn, sân tập và sân vận động nơi mà họ thi đấu. Chúng tôi rất tiếc về quy định áp dụng đối với Ekan Bagot. Hơn nữa, sự việc liên quan đến Ekan Bagot mới được thông báo vào chiều ngày 13 tháng 12. Chúng tôi yêu cầu Ekan không cần phải cách ly nữa và có thể thi đấu ở trận gặp đội tuyển Việt Nam. Cùng quan điểm với người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Indra Siafi, người hiện đang quản lý đội tuyển Indonesia tại Singapore, đã lấy làm tiếc về quyết định cách ly đối với Ekan Bagot khi mà được thông báo rất đột ngột. Tại sao Ekan Bagot lại phải đột ngột cách ly như vậy? Anh ấy đã phải trải qua 3 lần kiểm tra PCR và kết quả đều âm tính ở tại đây và thực hiện hoạt động cùng với đội cũng như là đã ra sân ở trận gặp đội tuyển Lào. Thật vậy, sự có mặt của Ekan Bagot sẽ giúp cho huấn luyện viên Shin tae -yong có nhiều phương án để củng cố hàng thủ trước sức mạnh của hàng công đội tuyển Việt Nam. Trong đó thì trung vệ trẻ này có ưu thế về chiều cao với 1m94, phát triển và thi đấu ở môi trường bóng đá Anh. Ngay sau khi thông tin này được phát đi, thì rất nhiều cổ động viên quá khích của Indonesia đã tràn vào trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thả biểu tượng phẫn nộ với bình luận và hashtag là Save #Ekan. Những cổ động viên quá khích này muốn đòi lại công bằng cho ngôi sao 19 tuổi, nhưng vấn đề thật sự lại đến từ chính trung vệ này. Được biết là trong quá trình di chuyển từ Anh đến Singapore, thì Ekan Bagot đã đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 với biến thể Omicron. Theo luật của chủ nhà Singapore. Ngôi sao mang dòng máu Anh này sẽ phải cách ly 5 ngày để theo dõi và đảm bảo an toàn cho các thành viên của đội tuyển Indonesia. Như vậy thì phải tới ngày 18 tháng 12 thì trung vệ cao kiều này mới được thả tự do. Trung vệ sinh năm 2002 mới chỉ có 45 phút ra sân tại AFF Cup năm nay trong cuộc chạm trán với đội tuyển Lào. Do hội quân muộn cho nên Ekan Bagot đã không thể góp mặt ở trong trận gia quân của Indonesia đối đầu với Campuchia. Ekan Bagot được xem là niềm tự hào của bóng đá Indonesia trung vệ sinh năm 2002, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m94 và hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Ipswich Town ở tại Anh. Giới chuyên môn đánh giá Ekan Bagot là một cầu thủ đầy tiềm năng với lối chơi hiện đại, khả năng đọc trận đấu và tranh chấp ấn tượng. Mặc dù vẫn chưa bước sang tuổi 20, tuy nhiên Ekan Bagot được đánh giá là hoàn toàn đủ sức để gánh vác hàng thủ của Indonesia tại AFF Cup 2020. Bên cạnh trường hợp của Ekan Bagus thì Indonesia cũng sẽ không có được sự phục vụ của một ngôi sao khác đang thi đấu ở châu Âu là Egy Maulana. Ngôi sao được mệnh danh là Messi Indonesia này vẫn đang ở trong quá trình thương thảo với câu lạc bộ chủ quản là Senica để trở về hội quân cùng với các đồng đội. Các cổ động viên đang rất háo hức chờ đợi đến trận đấu tối nay và tất nhiên là các cổ động viên Việt Nam cũng muốn biết màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ hấp dẫn như thế nào huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ tiếp tục để cho đội tuyển Việt Nam chơi áp đặt như là trước Malaysia hoặc là chọn phương án an toàn hơn cho trận đấu với Indonesia vào tối nay. Tuyển Việt Nam và Indonesia đều đang cùng có 6 điểm và chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B. Cả huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là ông Shin Tae-yang cùng cho thấy sự tự tin vào quá trình chuẩn bị của đội bóng. Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam còn chỉ ra những vấn đề của học trò sau trận gặp Malaysia vừa qua và cho biết là đã làm việc với các cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí còn thách thức Indonesia chơi tấn công. Dẫu vậy không loại trừ khả năng tuyển Việt Nam sẽ dùng đòn phủ đầu và chơi áp đặt giống như cách đã thắng đội tuyển Malaysia. Với phương án này, huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải ưu tiên sự linh hoạt của các cầu thủ ở trên hàng công. Toàn bộ đội hình dâng cao dồn ép đối phương ngay từ những cú chạm bóng đầu tiên. Hai hậu vệ cánh nhận nhiệm vụ dâng cao nhiều hơn, thậm chí là tới tận đáy biên, sát đường biên ngang phía khung thành đội bạn. Sau hai trận vừa qua thì đội tuyển Việt Nam cho thấy có rất nhiều phương án đưa bóng vào khung thành của đối phương. Phan Văn Đức ấn định tỷ số 2-0 trước đội tuyển Lào sau đường căng ngang của Hồ Tấn Tài. Quang Hải mở tỷ số trước Malaysia khi mà Tuấn Anh trả bóng ngược lại. Trước Malaysia thì Văn Thanh nhận nhiệm vụ dâng cao và thực hiện những đường tạt bóng hoặc là phối hợp trồng biên với đồng đội. Phương án này nhiều lần mở ra cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải có xu hướng chơi như là hộ công trước mặt hai tiền vệ trung tâm pha giật gót kiến tạo cho công phượng là một trong những tình huống như vậy ngược lại thì phan văn đức có xu hướng xâm nhập vùng cấm nhiều hơn cùng với công phượng tạo thành cặp tiền đạo mục tiêu và duy trì sự hiện diện của những cái bóng áo đỏ trước khung thành đội bạn ở vị trí tiền vệ trung tâm nhiệm vụ hỗ trợ tấn công được giao cho hoàng đức trong khi đó thì tuấn anh trong vai trò tiền vệ box to box di chuyển tự do và bao sân trận đấu tối ngày 12 tháng 12 tiền vệ người thái bình đã chơi không biết mệt mỏi và góp mặt ở hầu hết những điểm nóng trong suốt 90 phút ở trên sân pha phối hợp để cho Hoàng Đức ấn định tỷ số 3-0 đã thể hiện rất rõ nhiệm vụ của hai cầu thủ này. Tuấn Anh chớp thời cơ cướp bóng rồi di chuyển lên phía trên cho Hoàng Đức, cầu thủ mang áo số 29 solo ghi bàn giữa vòng vây của đối phương. Thêm một trận đấu nữa, Hoàng Đức và Tuấn Anh đã khẳng định họ là cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất trong tay thầy Park ở thời điểm hiện tại. Một trong hai cầu thủ này không ra sân khi và chỉ khi gặp vấn đề về sức khỏe hay là thẻ phạt chơi dâng cao đồng nghĩa với nhiệm vụ của hàng thủ sẽ là nặng nề hơn bộ ba trung vệ phải luôn ở tâm thế sẵn sàng băng cắt bọc lót cho các cầu thủ chạy cánh nhiều tình huống mà duy mạnh đã dâng tới giữa sân và đứng ở phía sau sẵn sàng bọc lót cho đồng đội tuyển việt nam đang có nhiều ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng trong và không nhất thiết là phải thắng indonesia khi mà thầy trò huấn luyện viên park hang seo còn đối đầu với campuchia ở lượt cuối phương án an toàn đảm bảo lực lượng cũng là một ý tưởng không tồi về cơ bản thì cách sắp xếp đội hình sẽ không có quá nhiều sự thay đổi về con người. Công Phượng vẫn đá chính sau màn thể hiện tốt ở hai trận đấu vừa qua. Thành Trung sẽ trả vị trí cho Tiến Dũng, trong khi cặp cầu thủ chạy cánh vẫn là Hồng Duy và Văn Thanh. Về bố trí sơ đồ, tuyển Việt Nam không nhất thiết phải dâng cao và chủ động giữ cự ly an toàn. Hai cầu thủ chạy cánh dành nhiều ưu tiên hơn cho việc đảm bảo an toàn ở bên sân nhà. Phan Văn Đức không còn xâm nhập vòng cấm quá nhiều mà hoạt động sẽ tự do hơn. Anh cùng với Quang Hải thậm chí có thể lùi sâu chơi như là hai tiền vệ cánh khi mà Hồng Duy và Văn Thanh chơi thấp như là hậu vệ cánh. Sơ đồ tuyển Việt Nam lúc này sẽ là 5-4-1, đảm bảo thủ chắc chắn và chơi phòng ngự phản công. Cách bố trí khác với ý tưởng này là biến đổi sơ đồ thành 3-5-2, tập trung nhân sự vào khu vực giữa sân, khi đó thì nhiệm vụ của hàng trung vệ vẫn nặng nề hơn khi mà khoảng trống sau lưng hai cầu thủ chạy cánh là còn khá lớn. Việc bọc lót được giao cho Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh, hai trung vệ lệch cánh. Ở nhiều thời điểm thì họ trở thành hậu vệ cánh khi mà Hồng Duy và Văn Thanh trong trạng thái một lên một về. Quang Hải đá thấp như tiền vệ trung tâm và thường xuyên dâng cao trở thành tiền vệ tấn công sau lưng tiền đạo mục tiêu. Phan Văn Đức đứng gần khung thành đối phương hơn để trở thành tiền đạo thứ hai. Với cách bố trí này thì Hoàng Đức sẽ dành sự ưu tiên cho mặt trận tấn công, anh đứng cao hơn so với Tuấn Anh, người đóng vai trò tiền vệ box to box. Trước Malaysia, tiền vệ người Thái Bình đã cho thấy nền tảng thể lực tuyệt vời. Anh di chuyển rộng và năng nổ trong suốt 90 phút. Vị trí thi đấu đặc thù nhất ở trên sân là thủ môn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ rằng lúc này ai được bắt chính cũng được, tuy nhiên ông đang dành sự ưu tiên cho Trần Nguyên Mạnh sau khi được tư vấn bởi trợ lý. Khi mà thủ môn của câu lạc bộ Viettel đang chơi ổn định thì không có lý do gì để xảy ra sự xáo trộn ở vị trí trọng yếu này cả. Chiếc vé bán kết sẽ được quyết định sau trận Việt Nam gặp Indonesia vào tối nay. Thế nhưng bên cạnh tấm vé đi tiếp còn là sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá, giữa hai nhà cầm quân người Hàn Quốc để tìm sự khẳng định. Sức nóng về trận đấu đang được đẩy lên rất cao, dư luận hai nước nói quá nhiều về trận đấu, về sự cạnh tranh giữa hai thế lực của khu vực. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà bóng đá Indonesia có niềm kiêu hãnh và khát vọng riêng. Đất nước có số dân lớn nhất Đông Nam Á cùng với tình yêu cháy bỏng của hàng trăm triệu cổ động viên chưa bao giờ thôi hy vọng về một ngày mà đội tuyển của mình thống trị cầu trường khu vực và dẫu đội tuyển Indonesia chưa có được vị thế như là mong muốn, nhưng người Indonesia thì chưa bao giờ thôi hy vọng và đầu tư cho đội tuyển của mình. Không ngạc nhiên khi mà người Indonesia nói quá nhiều về đội tuyển Việt Nam. Với họ thì đội tuyển Việt Nam là cái đích cần phải chinh phục. Điều đó đúng khi mà chúng ta đang là nhà vô địch, biểu trưng của thành công của bóng đá khu vực trên hành trình hội nhập với thế giới phát triển. Thế nên, từng động thái, từng góc cạnh về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam đều được dư luận Indonesia phân tích một cách kỹ lưỡng tất cả chỉ nhằm mục đích cao nhất đó là chinh phục và tìm kiếm giấc mơ cho mình. Còn với đội tuyển Việt Nam, AFF Cup lần này có rất nhiều áp lực. Chúng ta đang là số 1, không còn giữ được sự bí ẩn với các đối thủ, nhưng đó là điều tất yếu khi mà đội tuyển Việt Nam đang ở đỉnh cao danh vọng, phải duy trì vị thế, gìn giữ ánh hào quang, đó là mệnh lệnh với đội tuyển Việt Nam. Hoàn thiện bản thân, phát huy được tất cả những gì mạnh nhất của mình là cách duy nhất để thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo duy trì vị thế số 1. Vinh quang chắc chắn sẽ không đến với những người yếu đuối và không có đủ tự tin vào bản lĩnh của mình. Nhưng sai lầm cũng đến khi mà quá ngộ nhận về sức mạnh của một đội bóng. Thế nên đủ lãng mạn nhưng đôi chân phải luôn ở trên mặt đất. Biết cố kết sức mạnh, biết lan tỏa tinh thần chiến đấu là nền tảng cho thành công của bất cứ đội bóng nào. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam luôn nhớ hành trình đưa mình đến đỉnh cao để giữ cho mình những thứ vũ khí vốn không bao giờ cũ và hết giá trị sử dụng. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo